Chào với con. Ai cho mày đồ vào người tao? Bỏ nó ra. Bảo nó bỏ cái kiểu thấy người sang bắt quà làm họ đi. Con bẩn thỉu này. Mày đuổi hai họ đi. Con ngồi đây nhá. Ngồi để bố đi nhặt ve chai. Con ngồi xuống đây. Đừng đi đâu nhá. Con ngồi xuống. Cướp vật gì vậy thế hả con? Không anh ạ. Cảm ơn cháu, may mà có cháu, không thì xe nó đâm vào người tôi rồi. Thì ra là như vậy. Con gái bố ngoan quá. Đây là con gái anh à? Vâng, con gái tôi đấy. Mẹ nó mất sớm. Tôi duy nhất chỉ có một mình nó. Quanh năm nó ốm yếu bà, ốm từ bé. Nhưng mà tôi thấy cháu nó ngoan mà. Cháu nó ngoan. Ngoan lắm bà. À mà, về nhà tôi có một ít giấy bìa và vỏ chai. Tôi đưa hết cho ông, đi. À vâng, đi. Cảm ơn bà. Đi. Đây, ông cầm lấy này. Cảm ơn bà. Này, từ lần sau có đi qua khu vực này ấy, thì cứ gọi cửa, tôi có cái chai cái lọ gì thì tôi cầm cho nhá. Thế thì còn gì bằng, cảm ơn bà nhiều. Ơn mới huệ cái gì, bấy nhiêu đã đủ để mà công con gái ông nó cứu mạng sống tôi à. Sao đấy con, cháu nó bị làm sao thế hả ông? Chắc nó đi đường dài, nó mệt, nó ốm yếu quanh năm đấy. Khổ thân con bé. Thôi đưa nó vào nhà đi, ở ngoài này nắng lắm đi. Bà ơi, nhưng mà bố con tôi bẩn thỉu rách nát thế này. Ui, vào không tiện đâu. Bẩn thì làm sao, cháu nó đang mệt thế này, đưa nó vào nhà không thì nó nóng. Đi. Cháu uống cốc nước cam này đi cho nó khỏe. Xin bà, cầm nó uống đi. Uống đi cho khỏe con. Bố con tôi làm phiền bà quá. Rồi, không có gì ông ạ. Đây là đồ chơi của con gái bác đấy. Nó thích búp bê lắm. Trong nhà, trong phòng nó nhiều lắm. Con cứ cầm về mà chơi. Mẹ. Con về rồi đấy à? Chào cháu. Chào cháu. Con bảo, con đã bảo thế bao nhiêu lần là đừng bao giờ cho người lạ vào nhà mình cơ mà. Thời buổi bây giờ lừa đảo nhiều lắm mẹ. Ôi khổ quá, mẹ thấy con bé nó mệt quá nên bảo ông ấy cho vào nhà cho nó nghỉ cho nó đỡ mệt thôi mà. Cháu à, bố con bác đi nhặt ve chai. Cháu đây nó yếu, suýt thì ngất. Thế mẹ cháu bảo vào đây cho nghỉ ngơi cho đỡ. Rồi ôi, lại còn nhặt ve chai nữa. Đúng kiểu thế người sang bắt quàng làm họ ấy mẹ. Con, không được nói thế. Xin phép bà, bố con tôi đi về đây. Đứng dậy con. Ơ, con kia. Ai cho mày cầm đồ tao về? Để lại. Con. Rồi cầm về đi, biến đi. Bố con tôi chào bà, chào cháu. Vâng, ông về. Này, con này, kiêu căng vừa vừa chứ thôi. Dù sao thì ông ấy cũng là người lớn tuổi. Ai bảo ông tự dưng vác xác vào nhà mình làm gì? Mẹ ấy, mẹ bớt lo chuyện bao đồng đi. Đâu phải mẹ cứ tốt với người ta ấy, thì người ta cũng tốt lại với mẹ đâu. Con!
Mà nước cam này uống là không đấy mẹ? Nước cam mẹ vừa mới pha cho con bé, chắc là nó chưa uống đấy. Úi, sao ấy? Cái con bé này. Ôi nhưng mà đi thì ngủ đâu? À. Con điên này, lại là mày. Bỏ tay tao ra, ai cho mày đầu vào người tao? Bỏ ra. Có chuyện gì thế hả con? Mẹ, mày xem cái con điên này ở đâu ra, nó chạy ra động vào người con. Kinh chết đi đồ. Chắc là em nó quý con, nó muốn rủ con đi chơi. Mà sao con cứ gắt gỏng đến thế làm gì? Nhưng mà có quen biết gì đâu mà chơi với trò bời. Kìa con, con đi đâu có tìm mãi mới thấy. Này ông, ông quản con ông nhớ cẩn thận nhá. Bảo nó bỏ cái kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ đấy nhá. Chả quen biết gì cũng chị em. Kinh chết đi được. Con không được hỗn. Cô thông cảm, con gái tôi nó không được thông minh. Mấy ngày vừa rồi nó ốm nó nằm, chắc nó buồn, nó mới tìm đến đây đấy. Tôi không quan tâm. Tốt hơn hết ý là cái loại khố rách áo ôm như ông ý, nên chơi với mấy cái người cùng đẳng cấp với mình thôi. Đừng có cố trèo sang quá làm cái gì. Con, con bé này, ông thông cảm. Chắc là con bé nhà tôi nó gặp chuyện khó chịu, cho nên là nó mới gây sự với ông đấy. Không sao đâu bà, lỗi cũng là tại con gái tôi. Thế ông bảo nó ốm, cháu nó ốm làm sao, khổ thân. Mấy ngày vừa rồi nó sốt cao lắm, nửa đêm tôi phải đưa nó đến bệnh viện. Ấy thế mà rồi sáng ra nó trốn viện, nó trốn tôi, nó đến đây. Thôi, thế được rồi, ông chờ tôi một chút nhé. Đây, trong này có sữa này, có bánh rồi có kẹo nữa, toàn thứ ngon thôi. Con cầm về rồi lên bệnh viện điều trị cùng bố nhá. Tôi cảm ơn bà, bà cho cháu nhiều thế. Sao? Bố con tôi cảm ơn bà. Rồi, có gì? Thôi, đi cùng bố đi điều trị cho khỏi con nhá. Đi con. Vâng ạ, tôi đến ngay bây giờ ạ. Dạ vâng, tôi đang đi ạ. Ôi mẹ biết làm sao đây để cứu con. Kìa bà, thế công việc gì làm sao thế? Con tôi, trời ơi, làm sao để cứu con tôi bây giờ? Thế bây giờ nó làm sao? Khổ lắm, cháu nó bị bệnh thận từ nhỏ. Giờ nó bị nặng rồi, hỏng hai quả thận. Nó đang nằm thập tử nhất sinh ở trong bệnh viện. Nếu như không có thận thay thì... Thay thận? Vâng ạ. Thế thay một quả cũng được mà. Rồi. Thận của em nó không phù hợp, chứ nếu mà hợp thì em cho nó lâu rồi, khổ lắm. Thôi em đi đây. Wow, em về nhà thoải mái thật sự ấy. Ui, con gái ơi, con khỏe là mẹ cũng vui lắm cơ. À, mẹ bảo là hôm nay sẽ cho con gặp cái người mà hiến thận cho con đúng không? Rồi, con sẽ được gặp ngay. Mình phải cảm ơn người ta chứ con. Dạ. Ngồi đấy là mẹ đi lấy cho cốc nước nhá. Dạ. Người đã đề nghị hiến thận và cứu con đấy.
ơi, có chuyện này ạ. Bà ơi, bố con tôi xin phép. Không, bác ơi, con xin lỗi bác. Cháu không biết, cháu quả đúng là một kẻ vô ơn ạ. Cô cứ mạnh khỏe là tôi mừng rồi. Chỉ mong cô đừng xua đuổi bố con tôi, thế là được. Không, không đâu bác ơi. Do cháu không biết, cháu xin lỗi ạ. Nếu mà bác không chê, bác có thể nhận cháu là con gái được không ạ? Cháu sẽ chăm sóc cho bác ạ. Vì nếu không có bác thì thật sự là giờ này cháu đã không còn nữa rồi ạ. Bố...